Chắc hẳn ai cũng biết chè là một thức uống khá phổ biến trong văn hóa của người Việt Nam. Vậy để thưởng thức một chén chè thơm ngon như thế này cần trải qua quá trình như thế nào? Các bạn hãy cùng mình xem hết video này nhé. Đầu tiên sẽ phải hái chè. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, các mẹ, các chị vẫn thoăn thoắt hái những búp chè xanh non mơn mởn theo đúng chuẩn, một tôm, hai lá. Chè được hái xong là bắt buộc phải làm luôn để đảm bảo thơm ngon nhất có thể. Búp chè được cho vào lò tôm theo từng mẻ, bên dưới đốt củi nóng và lò được quay liên tục. Nhờ vậy mà búp chè được làm héo và giảm độ ẩm. Quay như vậy trong một thời gian nhất định thì chè được lấy ra rồi cho sang máy vò. Vò cho chè thật săn để đến khi sao khô, cánh chè xoăn tít lại. Công đoạn nào cũng được người làm thực hiện chỉn chu, cẩn thận. Tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là để người thưởng thức cảm nhận được hương chè thơm ngon, dịu mát ngay từ lần chạm môi đầu tiên. Sau khô xong thì đến công đoạn quan trọng nhất là lên hương cho chè. Công đoạn này đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật rất cao vì nó mang tính quyết định đến mùi vị của chè. Vậy nên không phải ai cũng có thể lên hương chè cho ngon, cho ngọt đâu các bạn ạ. Như vậy là đã có chè để uống rồi. Theo dõi video thì thấy đơn giản vậy thôi, nhưng để làm ra một loại chè thơm ngon đảm bảo cho người dùng vất vả lắm các bạn ạ. Nó không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà còn ở tâm của những người làm chè nữa. Nói vậy thôi chứ chúng mình không ngại vất vả đâu. Mọi người yêu mến và tin dùng chè Thái Nguyên là chúng mình vui rồi. Còn bây giờ hãy cùng mình thưởng thức hương vị chè do người con gái Thái Nguyên pha nhé. Mỗi người có một cách pha chè riêng, nhưng không hiểu sao cứ uống chè của người con gái này pha là hương chè luôn quyện theo tà áo, theo về đến nhà vẫn phảng phất mùi hương. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.